theo sự thống nhất của ban tổ chức tang và gia đình tang chủ, đúng 13 giờ tức 1 giờ chiều ngày hôm nay, ban tổ chức lễ tang địa phương sẽ cử hành trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa cụ về nơi yên nghỉ. Giờ phút chia ly, giờ phút vĩnh biệt cũng là giờ phút cuối cùng tất cả chúng ta sắp phải bùi ngùi xúc động tiễn đưa cụ về nơi yên nghỉ. Giờ phút chia ly, người đi người ở, nỗi đau này đâu phải của riêng ai. Vậy một lần nữa, ban nhạc hiếu chúng tôi, một trả lời của ban lễ tang địa phương xin được trân trọng thông báo và kính mời các quý đại biểu đại diện cho các ban ngành, đoàn thể chính quyền địa phương cùng toàn thể nhân dân, nhất là tình cảm anh chị em, con cháu chắc họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, liên gia, bạn bè thân bằng quyến thuộc gần xa, cùng tình cảm lân ban hàng xóm láng giềng, chúng ta khẩn trương thu xếp công việc gia đình, có chút thời gian vàng ngọc, mặc dù trời oi bức nóng lực, song với nghĩa tử là nghĩa tận, với tình cảm quê hương, xin được trân trọng kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Chúng ta đang nhanh chân dạo bước trên khắp nẻo đường thôn Như Đồng, hãy về tại gia đình tang chủ ăn trầu uống nước và dự lễ truy điệu tiễn đưa cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng, cho trọn tình vẹn nghĩa giữa người quá cố ra đi và người ở lại. Vậy chúng tôi xin được trân trọng thông báo và kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, trước giờ phút chia ly vĩnh biệt cụ Phan Thị Mai, ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn lữ thiên nhạc từ quê Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, do đồng chí Đồng Thành làm trưởng đoàn vào làm lễ tung hoa tiễn biệt cụ. Xin trân trọng kính mời.